Bây giờ nha, bây giờ mình mới phân tích lại nè. Quỳnh, em biết tại sao mà cùng cái gốc giống nhau, cái gốc nhớt là giống nhau, ví dụ cùng cái hột khổ qua hay là sáu hữu gì đó, nhưng mà tại sao ghép cái mỏn thon vô đó thì nó nhanh lớn hơn không? Mà bây giờ nếu mà mình nhổ lên nha, là bộ rễ của cây này nó sẽ nhiều hơn cái bộ rễ của cây ri 6. Là nguyên nhân vậy. Mỏn thon là do cái giống này, gen này, nó rất là nhiều cái ngọn non này từ nhỏ này. Mà chính cái ngọn non này nè, nó sản xuất ra cái auxin, tức là NA3. Mà NA3 sau khi nó vận chuyển qua da nó xuống đây thì nó kích thích cái rễ phát triển. Mà rễ phát triển thì lại sản xuất cái cytokinin. Cái xin nó lại giúp ngược lại cho cây trồng, hai cái nó tuần hoàn. Nên tại sao cùng là cái gốc giống nhau về giống, nhưng mà ghép cái mỏn thon lên đó thì một thời gian là bộ rễ của nó đó nhiều hơn. Chính bộ rễ nó nhiều hơn nên ngọn nó nhiều hơn, nên sau này trái sầu riêng không có bị cháy muối. Cháy muối là do lá kém, mà lá kém là nguyên nhân từ rễ kém. Nên đó là lý do tại sao mà mỏn thon ít bị cháy muối, ít bị nứt gai. Nên sầu riêng mà tét gai đó là dễ bị cháy muối, là nguyên nhân là bộ lá nó kém nha. Nè thấy không, cùng với nhau mà coi cái ngọn này, cái tỷ lệ ngọn của nó rất là nhiều. Mà em thấy không, chính vì cái bộ rễ nó tốt nên cái này nó nâu hơn nè, em thấy không? Cái bên kia nó ra mà không có nâu, rễ nó tốt nên là nó nâu. Mà nó nâu như thế này là không bao giờ có rầy. Lấy cây về là đó, em phát hiện cây bị thăng thư. Còn mấy cái con bọ cánh cứng này kệ nó. Mua về à, bị thăng thư hả? Bị thăng thư. Trời ơi, về nói anh đưa ra một cái, một là không dám trồng luôn, đưa mang về là em bắt để trong túi xi vào. Đúng rồi, sao nó rụng hết cái lá đó. Không còn một cái đọt luôn. Ra trồng được đúng khoảng chừng một tuần, về này chết mất 5-6 cây. Là... sao mày ở đây mày không làm đại lý cho anh đi? Mày nhiều việc quá hay gì? Mày giúp cho dân ở đây đi. Trời ơi, tối ngày cứ đi chuyển tiền chuyển đồ, nhưng mà thật sự là như vậy thì nông dân cũng yên tâm là mua đúng hàng. Là nó bị bệnh này anh, nó mới phục hồi. Anh biết rồi. Đó. Này nên nó vẫn còn nè. Kích thúc nè. Bộ rễ nó kém nè. Nên dẫn đến nó cũng thiếu vi lượng nè. Vậy thôi. Tăng lên. Riêng cái cây này 15-20 ngày cho nó hai cái nắp amino vậy nè. Hết lá trồng xuống rồi nó rớt hết lá. Ông anh kêu thôi để anh cuốc anh thay cây khác. Kêu không, anh cứ để lại, không có sợ gì nữa. Cái này yếu nè, mình lâu lâu mình tăng hai cái nắp, hai nắp tức là 50cc amino lên. Con gì? À nó. Rồi để quay từ xa, con thiên địch này. Quay. Con nó bắt rầy. Ở trong chuồng gà có con rắn nữa, có quay không anh? Rắn gì? Để anh quay, để quay, quay cái con này. Quay cái con thiên địch. Tí Dương nó đi Sài Gòn hả? Mọi người thấy không ạ? Mọi người thấy con thiên địch này không ạ? Cái vườn này sao? Tí Dương trồng hay con trồng? Anh Tứ anh trồng mà con. Con này nó là một trong những cái dòng ong. Nó cũng thuộc cái bắp cày đó. Bắp cày. Đúng rồi. Đúng rồi, cái con này. Anh chưa biết cái tên nó, để về anh tra lại cái tên con này thì anh không biết tên. Dạ, nó cũng thuộc cái dòng họ của bắp cày đó. Dạ, mình cũng thấy nó mà cứ xịt thuốc gì. Dạ. Không phải. Nên là nông dân không biết cái con nào có gì hết trơn hết trời. Dạ rồi. Nè, cái cỏ gấu này nè, mình xài 2 năm là tự động nó trồi gốc lên hết à. Thì đất nó xốp mà, nó trồi gốc lên hết. Trong em thì đặt, ngày xưa em nhổ không được, bây giờ em khỏi cần nhổ luôn. Nó là như vậy. Đúng rồi. Đó, chúng ta thấy là cái ngọn nó rất là nhiều. Mà cái ngọn nó nhiều như vậy thì nó mới sản xuất cái auxin, thì nó mới chuyển xuống cái rễ, thì cái rễ nó phát triển lên. Đó là lý do tại sao bộ lá của mỏn thon nó tốt. Cây bệnh là em mới trồng gần nhà. Dạ. Để dễ chăm sóc. À, nguyên cái hàng này là bệnh. Bệnh hết. Bệnh một nửa vườn anh Tấn. Này, nó bệnh một nửa vườn này cho về. Nó bệnh có mỗi sâu không chút cái đấy là không bệnh thôi. Đó, anh thấy cái cây giờ nó đuôi đuôi mà nó mới phục hồi lại. Tăng cái amino lên cho nó nha. Cái mé thái này thì em tưới được 3 lần rồi. Ok, thì nó cũng có được cây vậy. Nhưng mà sống hết là giỏi rồi đó Quỳnh. Trời ơi, tháng 11 nó đè nó trồng, nó lại nó. Thôi, nó ra được cái đọt nâu là hết rồi nè. Cây này là đỡ nè, trong các cây bệnh là cây này đỡ nè. Đó, mà nó phải nâu như thế này. Rồi, em đổi lần 3 đi. Dạ. Cho nó luôn đi, 3 tháng rồi. Cái vườn trong em mà em cứu được là em nói là phải nhờ.